Hồng hồng tuyết tuyết, mấy ngày nào chưa biết cái chi chỉ toàn chặt Ôi chặt giời chặt ơi, toàn toàn ông nói toàn. đúng rồi đấy. Ông đúng là không biết cái chi thật mà. Ôi giời ơi, tôi thì đang sốt hết cả ruột đây mà ông vẫn còn ngồi đây đọc thơ rồi hồng hồng tuyết tuyết được à. Ô, hay có cái chuyện gì mà bà cứ sồn sồn như thế nào hả? Ôi giời ơi, cả dân làng người ta đang kháo nhau ầm ĩ lên kia kìa mà ông vẫn chưa biết chuyện gì à. Ôi giời ơi, cái chuyện dân làng người ta kháo cái gì thì kệ người ta. Cái vụ cái cối đấy. Cái cối ông cho chú thím đấy ông nhớ không? Đấy gọi là cái cần câu cơm. Đúng, chính là cái cần câu cơm. Không những bây giờ nhá, chú thím ý không những câu được cơm mà chuẩn bị câu được vàng bạc kia kìa. Ôi giời ơi, bây giờ ông vẫn còn ngồi đây. Thế nào tôi chả hiểu gì cả. Nhưng mà chú thím mới làm ăn được thì mừng cho chú thím ấy chứ. Ừ, mừng cho chú thím. Thế nhưng mà nhà mình thì ngược lại, mình sắp đi đời rồi. Đi đời thế nào? Bây giờ tôi kể cho ông nhá. Chính từ cái cối đấy, chú thím xay bột làm bánh. Nhưng mà cái bánh ấy lại rất ngon. Một đồn 10, 10 đồn 100, 100 rồi lại đồn 1.000. Thế nên là cả cái tỉnh này biết hết rồi. Ừ. Không những thế nhá, quan tỉnh đích thân chỉ định là nhà chú thím ấy làm bánh cho các quan huyện rồi quan tỉnh. Mà chỉ có cái bánh làm từ cái cối đấy mới ngon. Mà tôi nghe nói nhá, là quan tỉnh sẽ bỏ ra rất nhiều vàng bạc châu báu để đổi lại cái cối đấy làm kỷ vật cho tỉnh. Thế thì bây giờ nhà chú thím ấy sắp giàu rồi, sắp phất to đến nơi rồi mà ông vẫn còn ngồi đấy. Tất cả là lỗi tại ông đấy. Tại ông. Rõ ràng hôm ấy bà nói với tôi rồi. Là nhớ là lấy con cá để cho chú thím ấy cái cần còn gì nữa. Ừ, cái ông này. Thế bây giờ là tôi bảo cái gì là ông cũng nghe như thế à? Ờ, thế à, tôi bảo ông đi ra kia mà ông ăn cái... Này. Thì ông cũng ăn à? Hả? Bây giờ ông là anh cả, ông phải có cái sự quyết định của ông chứ. Thì vẫn biết là quyền huynh thế phụ rồi. Thế nhưng mà nghe lời bà còn gì nữa? Đúng, bây giờ ông lấy cái quyền huynh thế phụ đấy, trả cái con cá này cho nhà chú thím, rồi mang cái cần câu cơm về đây. Bánh đi, bánh đi. Đúng rồi, các cụ nhà ta nói cấm có sai. Vua nghe vợ còn mất nước. Đây nhà cao cửa rộng không ở, ra đây xay bột cứ mệt không thể thở được. Ôi dồi ôi, ông cứ yên tâm, tôi đã có cách hết rồi. Các cụ nói ấy, là thật thà thì ăn cháo, mà láo nháo thì ăn cơm. Đấy, đây. Ông cứ cho một nửa bột, một nửa vôi thì vợ chồng mình sẽ giàu thôi. Ôi dồi, nhưng mà cho vôi nhiều vào ấy, người ta ăn bụng nó sôi. Ôi dồi, cái ông này. Thế bây giờ ông có muốn giàu nhanh không? Vôi ông cho vào ấy, tự khắc nó nở ra. Nghe lời tôi đi. Láo nhào. Mà lạ thật đấy nhỉ, suốt từ hôm vợ chồng mình ra đây làm ấy, chả thấy quan qua đây ăn bánh nhỉ. Hay là vợ chồng mình bị chú thím ấy lừa? Lừa là lừa thế nào? Chú thím ấy thật thà, mà có phải là từ mồm chú thím ra đâu. Ê, lời đồn khắp cả làng cả xã chứ còn gì nữa. Mà tất cả cũng là tại cô ấy. Ông cái chuyện gì ông cũng đổ hết cho tôi là như thế nào? Không à? Đương nhiên cá thì ăn sẵn thì không muốn ăn thì muốn đổi đi cần để đi câu. Đấy, câu đi, cả ngày thì... Quan ơi! Ô, quan, say dạ, say! Quan đấy rồi. Từ bậc thang. Quan, nhẹ bước. Dạ, nhẹ bước. Kính quan ạ. Mời quan ngồi ạ. Chào. Để mời quan ngồi ăn bánh ạ. Quan tọa, ngồi. Ừ. Ngồi. Đây hả? Đây, bánh. Quan ơi, nặng tai, thông cảm nhá. Nào. Nghe nói là quán của hai vợ chồng nhà ngươi ấy là bánh rất ngon, có đúng không? Dạ, à, dạ đúng ạ. À, người ta nói là tiếng cái tiếng người ta đồn. Đồn đến tận tỉnh ấy. À. Thật. Vâng. Nhưng có mùi. Có thấy mùi không?
Có. À, mùi thơm của bánh. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Nào, đưa đây để quan thẩm định nào. Bóc. Khá khen cho vợ chồng nhà ngươi nhá. Dạ. Nếu như bánh ngon ấy thì quan sẽ lấy cho cả tổng này ăn, ngày nào cũng thế. Quan này thơm quá quan ạ. Mùi thịt nhiều. Ôi. À. Ôi, bánh nhìn ngon thế. Chẳng muốt thế còn gì. Quan trước. Kính quan ạ. Ngon ạ. Ngon ạ. Ngon. Ngậy lắm. Mời quan thưởng. Bẩm quan, cái bánh ngon là nhờ cái cối đặc biệt này đấy ạ. Ôi sao vậy ạ? Hỏng. Sao bánh hỏng đâu? Bánh thơm mà quan. Hỏng rồi. Cái gì hỏng? Bụng. Bụng quan làm sao ạ? Ôi. Có mùi vôi nhỉ? Thôi chết rồi. Đúng rồi quan ạ. Vôi. Chết rồi. Vợ chồng nhà ngươi. Tại sao lại có bát vôi ở đây? Và trong bánh lại có mùi vôi. Cái đấy thì con không biết ạ. Con chỉ biết là xay bột thôi, còn vôi chắc là do vợ con nó đưa đấy. Ok, cái ông đấy. Thôi chết rồi, nó cho tao ăn trầu rồi. Vợ chồng nhà ngươi đúng là lão thật. Dám bỏ vôi vào bánh để bán cho quan ăn à? Dạ không, bán cho dân. Có biết đâu là hôm nay quan tự nhiên lại đến. À, lại thêm một tội nữa. Hai vợ chồng nhà ngươi thật là to gan. Ra bẩm quan, mời quan xét xử. Quan ơi, con lại quan ạ. Quan tha cho chúng con ạ. Nhà chúng con có mỗi cái cần câu cơm này mà quan tu nữa thì... Thôi, không nói nhiều. Thật. Dạ. Bảo gióng xuống, thu. Vâng. Cả cối. Vâng. Ôi dồi. Quan. Hai vợ chồng nhà ngươi nhớ nhá. Cho tao về. Quan ơi. Quan ơi. Con không gian dối nữa đâu ạ. Quan ơi. Cá đi đằng cá. Cần đi đằng cần. Tất cả là cả cô. Mình ơi! Dạ! Mang cho tôi con dao! Khổ quá! Chờ một tí! Em ra ngay đây! Này! Để! Ai cho phép mày bày hàng thịt mày bán ở đây? Đây là cổng nhà tao nhá. Cổng nhà mày thì mày được bán ở đây à? Tao thích đứng ở đây đấy. Thế mày có biết đây là cái gì không? Đây là cái gì? Đây là cái đường nhá. Thì làm sao? Cái đường là để cho đi lại nhá. Chứ không phải để cho mày bán hàng nhá. Nhưng đây là cổng nhà tao nhá. Tao thích đứng đây đấy. Thế mày có biết rằng nhá, chỉ một lát nữa thôi không? Là quan huyện sẽ đi qua đây không? Thì làm sao? Thằng này khẩu khí hay nhỉ? Thái độ mày lồi lõm nhỉ? Thế mày không biết tao là ai à? Tao chả cần biết mày là ai cả. Thế mày là ai? Tao là tao. Khá quá. Khẩu khí càng ngày càng khá. Chứng tỏ mày là con ông cháu cha phải không? Tao đích thị là con ông cháu cha. Này, tao nói cho mày biết nhá. Làm sao? Càng con ông cháu cha ấy, tao càng trị nặng. Mày trị hộ cái, mày trị cái gì? Thế mày không biết là tí nữa quan huyện đi qua đây à? Thì làm sao? Tức là mày chưa nhìn thấy quan huyện. Mày chưa sợ đúng không? Này, đến thấy quan tài tao còn chả đổ lệ nữa là quan huyện nhá. Cái thằng này. Nè. Thôi được rồi. Biết tao hỏi mày một lần nữa nhá. Tao nhắc lại cho mày một lần để mày rõ nhá. Là mày có dọn không?
Mày lại điếc à? Hả? Tao lại nhắc lại cho mày một lần nữa nhá. Là mày có dọn không? Nếu mày không dọn nhá, tao bế luôn. Úi dồi, sợ thế. Úi dồi, sợ quá. Mày bế hộ tao cái. À, khẩu khí thách thức nhỉ? À. Được rồi. Tao nhắc lại lần cuối cùng nhá. Thôi, mày không phải nhắc. Mày thích bế, mày bế đi. Mà bây giờ mày bế đâu? Tao bế về quan huyện nhá. Mày bế về quan huyện? Chứ còn gì? Sợ rồi đúng không? Đâu? Tao bế hộ mày. Này, không cần. Việc nhỏ này tao làm được. Mày đừng thách nhà giàu húp tương. Thách quan là việc chính nghĩa nhá. Bế nhanh đi nhá, kẻo thiêu thịt. Đấy, từ từ. Còn con gà. Ôi, tao bế con gà. Làm tất ăn cả. Chứ còn gì? Mày có định xin không? Hả? Tao nghĩ lại rồi. Thôi, tao chả xin đâu. Đi đi. Đi. Mày khá lắm. Đi. Đi nhanh khéo thiêu thịt. Tiếp. Ô. Tao chết rồi. Cái mẹt thịt của tao đâu? Mẹt thịt của ông sao ông hỏi tôi? Trước cửa nhà mày bây giờ không thấy thì chả hỏi mày thì hỏi ai? À, trước cửa nhà tôi. Đấy, ông thừa biết đây là trước cửa nhà tôi. Mà đấy là thịt của ông. Ông bảo là ông thích bày đâu ông bày. Thế bị ông mất theo đấy là việc của ông. Này, đừng có vớ vẩn nhá. Làm sao? Nhá, khôn hồn nhá. Vào nhà bê giả mẹt thịt lên cho tao nhá. Thèm ăn thì bảo tao cắt cho một miếng. Không làm cho mèo ấy. Này, đây nói cho mày biết nhá. Nhà thằng này có nghèo ấy. Thì nó nghèo cho sạch, rách cho thơm nhá. Không bao giờ thèm ăn cái loại thịt thiêu ôi của ông nhá. Này, thiêu hay thối thì mặc xác tao nhá. Bê giả tao. Bê giả? Này, lên quan huyện mà lấy nhá. Sao lên quan? Đây là cái cửa nhà tôi. À. Còn đây cũng là cái cổng nhà tôi. Cái lối đi lại của nhà tôi. Nhá, của bà con hàng xóm láng giềng. Thế sao? Thế mà bao nhiêu năm nay, ngày nào ông cũng án ngữ, ông bày mấy cái mẹt thịt, nó chiếm hết cả cái cổng nhà tôi nhá. Thế mà tôi vẫn chịu được. Nhưng mà tôi chịu được, nhưng quan huyện người ta không chịu được nhá. Người ta thấy ngứa mắt, người ta bê đi rồi. Quan huyện bê? À. Có đúng không? Rồi, chạy nhanh còn kịp. Quan huyện bê? Tôi chết rồi. Quan huyện ơi, quan huyện ơi, quan huyện ơi. Đáng đời. Ô liệu có một chữ tình. Ai ơi, ai ơi, ôi trời, ôi trời, ôi trời. Cái gì này? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Bé cái mồm nó chú vào, cho chú vào. Ôi trời. Này nha. Chú đi qua đây. Vô tình con mèo nó nhảy qua đây. Chú vồ vào con mèo nó trượt khỏi tay chú, nó nhảy ra ngoài. Thế là chú vồ vào cái xào thịt, nó rơi xuống đất. Chú nhặt lên, không sao đâu nhá. Mà này, đừng có nói với chủ nhà là chú làm rơi thịt nhá. Rồi chú cho mày một hào ăn kẹo nhá. Đây, có tiền đâu này. Sai quá. Này, bí mật nhá. Vâng. Không được nói với ai nhá. Vâng. Đi ăn kẹo nhá. Vâng. Không được nói với ai. Bí mật. Ui mẹ ơi. Cái thằng này. Mẹ ơi. Này. Mẹ đây. Ai? Ai làm đổ hết thịt của tôi này? Ai? Con. Ai? Này. Ôi giời ơi. Sao chú ấy làm đổ hết thịt của tôi thế kia? Chị hết sức bình tĩnh. Chuyện là như thế này. Tôi không biết có cái sạp thịt ở đây, nhưng mà có con chó nó nhảy qua đây. Thế là tôi đuổi nó, thế là vô tình là động vào hai cái sạp thịt, nó đổ xuống đất. Nhưng mà chị yên tâm là tôi đã nhặt lên và phủi sạch sẽ rồi, không vấn đề gì đâu. Nhá chị nhá, chị thông cảm, cũng chỉ vì con chó thôi. Có phải không cháu? Hả?
Không à? Thế tao vừa cho mày một áo thôi. Đổ bao nhiêu con? Đổ cả sạp hết này luôn. Thế thì phải mua cả sạp. Mua hết, rơi miếng nào, mua miếng đấy. Rơi miếng nào mua miếng đấy, nhưng mà chị thông cảm là tôi không có tiền. Không có tiền thì phải bồi thường. Chứ rơi như thế này, nhà tôi ăn làm sao được. Ôi trời, chị ơi, chị thông cảm. Cả nhà, cả cửa của tôi chỉ còn có 2 hào thôi. Tôi không mua hết được. Thế thôi, coi như là tôi đền bù cho chị cái tiền là thịt nó rơi xuống đất. Nhờ chị là rửa cho nó hết đất cát đi, rồi bán lại. Thôi chị thông cảm, chị giúp tôi chị nhá. Chị được thông rồi. Vâng, cảm ơn Mình chị. Mình ơi! Làm sao? Có việc gì xảy ra đây hả? Có việc gì? Hả? Đứa nào? Đứa nào đổ cái gì? Anh ơi! Mình! Cái chú này này! Vâng! Chú ấy kể là nãy có con chó! Nó nhảy qua đây! Thế là chú ấy vồ! Rơi hết cả 2 sạp thịt xuống dưới đất! Ôi bẩn rồi. Hết rồi! Ôi! Bẩn hết cả thịt! Thằng này mày nghĩ gì hả? Mình bình tĩnh! Tuần trước! Mình vừa mới chém một người, chỉ cần đi qua thôi. Hỏi chưa cả mua. Mình đã chém mấy phát rồi. Mình bình tĩnh. Không thể bình tĩnh được. Em xin mình. Bỏ tay ra nhá. Cả một cái sạp thịt người ta nó như thế này, mày có biết không hả? Hả? Những cái con lợn này ta vừa mổ ở lò, nó còn nóng hôi hổi, nó sạch sẽ như thế này, mà bây giờ mày làm đổ xuống hết. Thế thì ai ăn ai mua hả? Cái thằng kia, mày muốn chết không hả? Anh ơi. Cái gì? Anh cho em nói một câu thôi. Mày nói nhanh đi, không tao chém cho mày bây giờ chứ này. Vâng, em nói nhanh. Tất cả là vì con chó nhảy qua đây. Chứ em không có ý xem thịt. Tao không cần biết chó má cái gì cả. Tao chỉ cần biết là bây giờ mày đổ hết cả thịt xuống dưới đất rồi. Bẩn như thế này thì ai ăn ai mua nữa hả? Tao nói cho mày biết nhá. Thứ nhất là mày xúc phạm con lợn nhá. Thứ hai là mày xúc phạm người ăn. Bây giờ mày muốn chết không hả? Hiểu không? Anh ơi, cho em nói một câu nữa thôi. Mày nói nhanh đi, tao điên lắm rồi. Anh bỏ sao xuống. Nói đây. Ngắn gọn như thế ạ. Cho lần đổ thịt rồi. Anh cho em đền bù xứng đáng ạ. Mày đền bù như thế nào? Em còn có 1 hào. Cái gì? Hôm nay ông phải chém mày. Thôi, nhiệt lắm rồi. Chú tôi bảo này nhá. Thôi thì bây giờ trong túi chú có bao nhiêu thì chú đưa hết cho chồng tôi đi. Không anh ấy điên lên là anh ấy chém đấy. Thật đấy. Chị thông cảm. Hôm nay đi bán gà cũng được có mấy đồng thì đưa hết cho chị rồi. Chị bảo anh. Rồi nhá. Thế để tôi bảo chồng tôi nhá. Chị bảo anh. Mày đi lại cho chị bảo. Mình lấy được tiền rồi. Đây. Này, cái thằng này là thằng thứ 2 trong ngày đấy. Tao bắt được quả tang nhá. Cả nhà chúng mày kéo nhau ra đây để hôi thịt đấy bảo. Mà tao nói luôn nhá, thịt tao vừa mới thịt xong, nóng hôi hổi nhá, đau ôi đâu mà định hôi. Quá thì bác thì. Bác bán thịt nên bác nóng tính quá. Bác đã bắt trách nhầm vợ chồng em rồi. Nhầm thế nào? Dạ, thưa bác là như thế này. Bác thừa biết tính em rồi đấy. Đấy, đây là cổng nhà em này, lối đi nhà em. Thế mà bao nhiêu năm nay bác bày cái sạp thịt ở đây, vợ chồng em có dám ý kiến gì đâu ạ? Đúng không ạ? Tuổi gì mà ý kiến? À dạ vâng, em biết em chả cái tuổi gì cả. Thế nhưng mà bác ạ, em không ý kiến nhưng mà trong làng này em sợ là nhiều thằng là coi như là. Này, tôi cứ bày ra đây nhá, xem cái thằng nào nhá, thằng nào dám đụng vào đây. Dạ, thằng nào? Dạ không có thằng nào dám động vào ạ. Thế nhưng mà có cái thằng chó. Thằng chó đó là thằng nào? Không, cậu nói luôn. Không, ý em là này, bác biết không? Có cái con chó đực và chó cái. Rồi hai con nó đuổi nhau rất là vui vẻ nhá, nó đuổi vòng quanh cái sạp thịt này. Thế là trong cái lúc mà chúng nó đang vui vẻ, trong cái lúc mà cao trào đang vui vẻ, tự nhiên cái con chó đực ấy nó rít lên một cái. Thế là úi dồi ôi, thế là động hết cả cái bàn thịt để nó rơi hết cả xuống dưới đất bác ạ. Thịt coi như là vãi hết cả ra đất. Con chó cái thì nó sợ quá, nó chạy mất hút. Còn cái con chó đực ấy thì nó ở lại, nó khóc thút thít. Em điên quá, em cầm cái chổi em phết cho một cái, thế nó chạy đi rồi. Thế xong em phải hô hào, em gọi vợ gọi con em ra, cả nhà em coi như là cùng coi như là sắn tay sắn áo, như nhặt những cái miếng thịt bẩn lên lau sạch rửa sạch rồi bày lên cái sạp này cho bác đấy. Có đúng thế không? Thế rồi em nói điều bác làm cái gì? Có đúng không? Đấy. Vậy thì thôi. Cảm ơn gia đình nhà cậu nhá. Dạ không có gì ạ. Thôi thế này. Nhân tiện cả nhà thì cậu đã ra đây vất vả với cái sạp thịt của tôi. Dạ. Nhá. Tôi sẽ biếu gia đình một miếng. Dạ vâng ạ. Thôi để ba bác cầm cái miếng này được. Thôi đây, làm cả miếng này đi. Đây, bác cho lá chuối em. Đây. Đây, dạ.
Đấy. Nào cái thằng này cầm đấy. Về nhà ăn vui vẻ nhá. Xin bác chưa? Xin bác. Bác kiểm mình. Dạ. Em cảm ơn bác ạ. Hai mẹ con vào đi. Vào. Rồi. Nói thật với bác. Em là vì cái tình làng nghĩa xóm. Em là vì em quý bác. Chứ nói thật với bác là em có phải làm vì cái miếng thịt đấy đâu. Đúng rồi. Dạ. Chú phải nên nhớ riêng tôi nhá. Dạ. Không có biết ngại gì hết. À, dạ vâng. Nhưng ai tốt với tôi là tôi rất là lịch sự. Dạ vâng. Thế là về ăn thế. Dạ vâng. Em xin bác nhá. Chúc cả nhà ngon miệng. Dạ vâng. Em cảm ơn bác ạ. Dạ, em lại nhà. Biết điều ấy. Ngoan này cái gì cũng có. Đúng là cái đồ sợ vợ. Ông để vợ nó đánh mặt ông thâm tím lên như thế. Thế mặt ông làm sao mà cũng tím đấy? Vợ đánh. Uống ơi. Tôi nói với ông nghe này. Rất là kỳ lạ là tôi tên là Vững. Nhưng mà không hiểu làm sao cứ uống rượu mà đi nó lại đảo. Còn tôi tên là Chắc mà cứ uống vào một phát là nó lại lỏng. Uống vì cái lỏng ấy đâu. Huynh đệ. Mà đố ông á, trên đời này cái gì bẩn nhất? Quá dễ. Tôi nói ông nghe này. Ông trả lời đi. Tôi đang đố ông bảo tôi trả lời. Tôi bắt buộc phải trả lời đúng không? Đúng. Có luôn này. Cái gì bẩn nhất đúng không? Đúng. Đàn bà. Đàn bà sao bẩn nhất được? Không phục đúng không? Đương nhiên. Từ bé đến giờ ông đã nhìn thấy đàn bà tắm bao giờ chưa? Tôi chưa. Chứng tỏ đàn bà rất bẩn. Thế còn ông nhìn thấy đàn bà tắm chưa? Tôi cũng chưa. Chứng tỏ đàn bà kém tắm. Mà lại kém tắm như thế mà sao anh em mình cứ muốn rước vào nhỉ? Cẩn thận ý, về lại như tử. Này, thâm mũi rồi không cẩn thận lại thâm nốt cả hai bên má nữa đấy. Thôi uống đi. Mà này. Hả? Anh em mình ấy là phải phục cái lão Tèo. À. Không bao giờ bị vợ đánh. Vợ lão đến chửi lão còn chả dám nữa, nói gì đến chuyện đánh. Lão ấy rất là oai hùng nha. Ô, bác Tèo. Vừa mới nhắc bác rồi, bác ấy là biết rồi. ông rõ đây. Anh em bọn em đang bảo là phục bác. Em mời bác. Nè. Thế hai chú bị vợ nó đánh cho nó dập mặt dập mũi như thế kia mà vẫn không sợ à? Em nói bác nghe này, bọn em tủi thân quá ra đây ngồi tâm sự. Tâm sự lại uống rượu tiếp. Thì buồn. Về lại vẫn cứ phải chấp nhận ăn đòn. Mà sao bác cứ phải che quạt ở mặt làm gì? Thì uống đi rồi nói. Mà uống thì phải bỏ quạt xuống mới uống được chứ. Ôi! Ủa? Này! Mặt bác làm sao ấy? Này! Mặt bác làm sao mà cũng thâm tín vậy? Thằng nào đánh bác bảo em để em như đòn với nó luôn. Ông ấy để tôi. Thằng nào đánh bác để em ra em đánh nó dập mặt dập mũi luôn. Thằng nào? Nó vẫn ở nhà. Ủa? Thằng này ghê thật đấy. Đánh bác Tèo xong còn chờ ở nhà về đánh tiếp à? Nó là thằng nào mà to gan ấy? Nó là thằng vợ. Vợ bác đánh bác. Chứ còn gì nữa? Sao thấy cả cái làng này ai cũng đồn là bác là oai hùng lắm cơ mà. Nói có người nghe mà đe có người sợ cơ mà. Đúng. Làm sao mà vợ bác lại dám đánh bác? Bác chỉ đe lúc nó sợ vì nó sai. À. Bây giờ nó phải rồi thì củ cải phải nghe chứ. À, thế hóa ra là cái củ cải một phát vào mồm luôn à? Vào cả mắt đấy này. À. Không được rồi. Anh em mình cứ uống đi. Uống say rồi để nghĩ cách để cho vợ nó không đánh mình nữa. Đúng rồi. Uống trận rượu này xong anh em mình phải khởi nghĩa. Mà này, bấy lâu nay anh em mình uống là nó chưa say hẳn. Cho nên vẫn còn tỉnh táo nghe vợ nó quát tháo để mình cãi. Nào, bây giờ mình uống thật say đi. Say bét nhè đi không biết cái gì nữa nhá. Vậy mình không nhận ra con vợ mình là ai, coi nó là kẻ thù. Thế là mình cũng cứ tẩn cho nó thật là được. Không được đâu bác ơi.
bình thường ấy, em tỉnh ấy, em nhìn vợ em là có một vợ thôi. Nhưng mà khi mà em mà say lên ấy, tự nhiên là em nhìn thành em có 2-3 vợ. Lúc đấy thì em còn hồn vía đâu nữa mà đánh với chả đấm. Một con mà đã sợ rồi, bây giờ đấy 3 cái con sư tử ấy thì nhìn khiếp quá nhỉ. Thế mà tôi đúng là cứ lúc nào say quá tôi cũng lại hay cãi. Cãi làm gì mà chán đọt. Thì không cãi nữa. Không cãi làm sao được. Trong khi đó thì mình đã say đâu mà nó cứ bảo mình là thằng say rượu. Mà mình chỉ là lơ mơ thôi. Làm gì mà mình chả cãi. Có cái rồi. Rất rượu ấy. Có cái này là không bao giờ bị ức chế vì con vợ nó nói. Nó mắng. Đây ạ. Ê, vợ nói gì cũng cũng gật là xong, không bao giờ bị ức chế. Nghe thấy gì không? Đồ ngu. Nhìn cái mặt thấy ghét. Này, này. Đồ tèo hèn hạ. Ơ, ui, bác nghe thấy à? Mày bảo ai hèn hạ đấy? Làm sao bác nghe thấy? Không nghe thấy nhưng mà cái mồm mày mở thành chữ hèn hạ. Thôi, thôi. Bác thế cách của em hay không? Cứ thế mà làm. Uống. Uống. Ơi, về rồi. Về. Từ từ đã. Tại hôm nay ai trả? Chiều. Tôi thấy đất trời đã cuồng điên. Mình cảm thấy đầu như là cắm xuống đất. Hai chân chậu ngược lên rồi. Giờ tay lan tận cõi non bồng. Chúc hai đứa mần tím mộng đào quyên. Này, ai cho nằm? Giới luôn. Ai cho nằm mà nằm? Này, đứng im lại. Đứng im ở đây. Hôm qua say rượu về đã đánh cho tím mắt như thế này mà vẫn không chừa phải không? Lại có thích cột nhà đúng không? Này, hôm nay ông lại đi uống nhiều rượu đúng không? Thế uống rượu có gái không? Có gái à? Quay một vòng, quay một vòng, chồng cái đi ra đây. Đã thông tai chưa? Thông rồi. Thế cái gì đây? Có phải ông mịt tai lại để không phải nghe tôi chửi đúng không? Không phải, đấy là do anh nghe lời hai thằng kia nó xui dại. Ôi trời, hại não quá. Ôi trời ơi, ôi trời, sư bố mày, sư bố mày. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, sư bố mày. Làm sao đây? Kinh quá. Có chuyện gì thế hả mình? Làm sao thế? Hả? Không biết nó đâu. Con rắn. Giời ạ. Con rắn thì làm sao mà phải sợ? Nó chờ chẽn thế cho nên nó cứ chui vào đây buồn. Đàn ông, đàn an. Cả người. Sợ con rắn. Rõ là chán. Nó bẩn lắm, kinh lắm. Chả phải rũ ra. Giờ nó chui để cho nó sống ở trong này à? Cho sống cùng mình được. Nói thế mà cũng nói được à? Mình không thấy xấu hổ à? Tôi không hiểu là bây giờ ở nhà này tôi là chồng hay mình là chồng nữa. Tôi là chồng đây. Chồng đây. Mình vợ đây. Có giá dáng là người chồng không? Sao có được cái tích sự gì đâu. Thế thì còn mần ăn gì? Sao không mần ăn gì? Tôi làm suốt đây. Làm cái gì? Theo thùa, may vá, rửa dao, giặt quần áo, nấu cơm đây. Trời ơi.
sao mà cứ rời ơi. Đấy không phải là việc của đàn ông. Đấy là việc của chị em phụ nữ. Sao đàn ông người ta làm việc khác. Sao lại cứ phân biệt thế nhỉ? Đàn ông hay đàn bà, việc gì cũng nên làm. Cứ sợ, sợ thiên hạ người ta nhìn. Làm sao mà phải phân biệt ra đàn ông với đàn bà. Việc gì làm được là làm. Không phải nghĩ, tôi không nghĩ bao giờ cả. Thế làm cái gì? Mình làm cái gì cho tôi nào? Vừa nói đấy thôi. Con đã bảo đấy không phải là việc của đàn ông cơ mà. Mình không xấu hổ, nhưng mà tôi xấu hổ lắm. Đấy, hôm qua mình nhớ không? Lúc hai vợ chồng đi ở đầu làng đấy, có mấy thằng trai làng bên nó trêu ghẹo tôi. Thế mà mình nhìn, xong rồi mình chả có thái độ gì cả. Mình cứ để nó trêu tôi như thế, thì tôi còn nhờ cậy được gì mình nữa. Nhiều lúc tôi cũng chán tôi lắm. Tôi cũng chả hiểu sao. Tôi gặp mấy cái thằng cao to đấy mà tim tôi cứ loạn nhịp lên. Tôi chả hiểu. Cao to đen hôi. Thích tim sợ. Tôi á, tôi đúng là xấu khổ mà. Tôi chả hiểu làm sao ngày xưa tôi lấy mình ý. Thế này thì sau này tôi còn nhờ cậy để gì mình nữa. Khóc thì bây giờ phải làm thế nào? Thì mình phải thay đổi đi. Mình phải mạnh mẽ lên chứ còn làm thế nào. Thay đổi thế nào được chứ, ai chẳng muốn thay đổi, ai chẳng muốn tiến lên. Phải nói cho người ta mới biết chứ, cứ khóc thì giải quyết cái vấn đề gì. Bây giờ mình phải nghe tôi nhá. Mình phải thay đổi đi. Thay đổi cái dáng ngồi đầu tiên đây này. Ôi giời ơi. Mà cứ vắt như thế này, vắt nữa thì nó cũng vẫn như thế rồi. Phải mạnh mẽ lên chứ. Thế bây giờ thế nào? Nhìn tôi làm mẫu một lần, xong rồi mình làm theo, nhớ chưa? Làm đi. Ôi trời ơi, thế này để đàn bà con gái này cứ banh ra thế à? Thế thì mình làm đi. Mạnh mẽ lên. Cái gì vừa đầu tiên là dậm chân à? Dậm mạnh chân xuống cho tôi. Đấy, thẳng người lên. Cong người lên. Rồi, vắt chân lên. Ôi, rồi ôi, không mạnh mẽ lên hơn được à? Mẹ à? Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Mạnh nữa. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Ôi giời ơi. Cơm khổ đi lên đây mà làm sao có cầm làm cái gì. Ui, đau thế. Cái bảo cái ai cau thế. Mà ai cau. Bảo là đau thế. Mạnh mẽ lên. Mình. Làm sao tiến lên chứ làm sao mà phải lùi. Cụp cái mắt xuống. Chị Minh. Cụp. Mình làm sao đấy? Anh ấy bảo là cụp mắt xuống. Làm sao mà phải nghe? Thì cứng lắm. Kệ. Cái gì cứng? Rắn lắm, vừa va vào rắn lắm. Cái gì rắn? Đau. Thì vai chứ có cái gì đâu mà. Nào. Mạnh mẽ lên. Việc gì phải sợ. Mạnh mẽ lên. Hay về đi. Về cái gì mà về? Về thì làm sao mà bảo vệ được tôi? Đúng này, giải quyết. Thôi. Nào. Không. Thôi cho người ta đi về đi. Kìa. Hôm qua tôi nói với mình như thế nào? Mạnh mẽ lên cơ mà. Mạnh mẽ lên. Nào. Làm cái gì? Làm sao? Không sao. Này, cụp cái mắt xuống. Ai nói lại à? Làm sao? Có thích dương mắt hay không? Đây, làm sao? Dương mắt lên này. Được chưa? Đánh người rồi. Vừa đấm được rồi đấy. Ôi, máu. Máu của cái thằng này. Máu của thằng này. Anh thật à? Đấm một phát đấy. Mạnh nhờ. Nó đau. Mạnh nhờ. Nó chảy máu ra rồi thế kìa. Đấm phát nữa đi. Biết chưa? Em xin. Đấy chưa? Ôi, nó chạy rồi. Mình thấy mình mạnh mẽ chưa? Nó chạy rồi. Kệ nó. Mạnh. Thích không? Mạnh mẽ thích. Thế thì mới là đàn ông. Thì mới bảo vệ được tôi. Này, lần sau cứ thế nhá. Nhân nhất vợ, nhì nhà phụ, ba... Đây. Đúng rồi, chỉ biết có thế thôi. Thôi, bây giờ đi về đi. Mạnh mẽ lên. Ăn đi. Đi đằng này. Có thế chứ. Thế chưa về à? Cô buồn cười.
có quả đấm hơi thật đấy. Không đấm thật thì làm sao mà chảy máu ra được? Ai, mà trong cái thỏa thuận đấy, làm gì có đấm vào mặt, chỉ có đấm vào vai thôi. Nhé. Này thì đấm, được chưa? Mặt mày. Được chưa? Bố tham nó vừa vừa thôi. Này, cầm tiền nghỉ nhá, thì nhớ nhá. Chuyện này không được hé răng ra nói với bất cứ ai, nhớ chưa? Hé ra nói nửa lời thôi nhá, thì đừng có trách. Biết rồi. Đi về đi, nhanh lên. Này, dạy chồng tốt hết. Đấy thầy ơi, bây giờ thầy cứ yên tâm thầy ạ. À, nhà con khác xưa rồi, bây giờ lợi hại hơn nhiều. Vừa mạnh này, vừa khỏe này, nói hết ra lửa thầy ạ. À. Thế thầy cũng yên tâm rồi. Dạ. Chứ hồi mới gặp, thầy nhìn nó ẻo lạ này, nói éo 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 éo. Rồi nhìn nó lại gạo lắm con ạ. À. Lại là lại thế nào hả thầy? Bây giờ thầy yên tâm rồi đúng không ạ? À? Mày láo, mày láo à, mày láo à. Ôi, anh nghe như tiếng nhà con à. Ôi trời, sao mày nhìn thấy tao? Thầy, mày con đấy. Mày kiêng cái mặt tao ra nhá. Mày biết tao chưa? Thầy ơi, nhìn đấy. Úi ôi, nhìn đi. Thầy ơi, thầy thấy nhà con được không? Ừ, nhìn nữa. Tò vầm thế chứ lì. Dạ. Bây giờ thầy cứ yên tâm, nhà con à sẽ bảo vệ được con thầy à. Ừ, thế thầy yên tâm lắm rồi. À, này này, thế vừa rồi là có cái gì mà nghe ý ới loạn xạ ai oai oái ngoài kia? Có cái thằng danh con nó lại láo, nó lại gọi nhạc phụ bằng thằng. Ô, con đấm tí mắt luôn rồi. Ai chứ chứ. Đấm là phải. Nó dám gọi tôi là thằng á? Nó gọi nhạc phụ bằng thằng. Ôi trời, láo quá. Con là thằng bố mày. Ôi trời ơi. Thằng bố vợ mày có ở nhà không? Ôi trời ơi. Thế thì con thằng nào mà láo thế? Con đấm rồi. Ôi trời mày. Con đấm tí mắt nó. Đúng, đúng rồi. Những cái thằng láo như thế cần phải đấm vỡ mặt nó ra. Dạ, đây, đúng ạ. Con gái ạ. Dạ. Đây, nhìn cái dáng vóc như này là thầy yên tâm rồi. Vâng. Có thể là giao tất cả của cải cho vợ chồng. Ôi con rồi. Ôi con đợi ông thầy ạ. Thế nào, bây giờ thầy với lại con, chúng ta cùng ra để xem mặt cái thằng nào nó dám láo với mình. Thầy đi với con, ra đây con giữ tay chân nó, cho thầy đấm thẳng vào mồm vào mặt nó. À, đúng rồi, phải dạy cho nó bài học. Ê. Đi. Chúng mày, à, nói đây chúng mày không phải ra để tao tự vào cho nó đánh. Mày chủ thế với ai? Thôi. Sư thúc cho mày phát rồi mày. Thôi, không sư thúc được. Làm sao không sư thúc được? Thôi. Đây là ông trẻ nhà mình đấy. Ông trẻ, thằng mất dạy. Mày, cả mày, cả cháu. Mày, tao sẽ khai trừ chúng mày ra khỏi họ. Ông trẻ, cháu không biết ạ. Tao đi. Ông trẻ ơi. Ông trẻ ơi, cháu không biết. Ông trẻ ơi. Tất cả là tại mình ý. Sao cứ bảo người ta phải mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Mày... Ai ơi, ông ơi, con xin ông, con đau lắm rồi. Mày đứng yên đấy nha. Đứng yên đấy. Tao đã đánh mày cái nào đâu mà mày kêu. Ông vừa vụt là đít con. Ông đánh tước hết cả đầu gậy, tòe hết cả da rồi. Ông còn bảo ông không đánh. Mày đứng lại. Con ông đứng lại. Đứng lại. Ôi dồi ôi, thằng kia, đứng lại ngay. Đứng lại cho tao đánh. Trời ơi, mệt quá rồi. Mày này. Đứng lại. Con xin ông ạ. Đứng ra đây. Con xin ông ạ. Đứng ra đây, tao thề tao không đánh mày nữa. Con xin ông, con không thề, con không ăn của ông. Đứng ra đây, tao hỏi chuyện. Ông đừng đánh con. Mày này. Ôi con đau quá. Ai cho mày ăn vụng của tao hả? Ông ơi, con thề con không ăn đâu ông ạ. Mày đừng có cãi nha. Ở nhà ông ấy nhá,
mất một cái tâm ông cũng biết nhá. Con không ăn rồi. Mày lại cãi hả? Bữa trước ông vừa ăn xong ông đếm rõ ràng ràng nhá. 3 miếng đậu, 2 miếng giò còn lại. Thế mà ông tìm thì chỉ thấy 3 miếng đậu với 1 miếng giò là thế nào? Con... Thế mày không ăn thì ai ăn ở đây? Con thề với ông con không ăn. Chắc là bà nhà mình ăn chứ con không ăn. Cái thằng này. Con chỉ mày... không không. Mày lại dám đổ cho bà hả? Vợ tao béo như con cun cút như thế. Đang giảm cân ăn cái gì hả? À, thế không bà không ăn thì chắc con chó con mèo đó ăn này, chứ con cơ. Thôi thằng này. Mày bố láo. Mày dám so sánh vợ tao với con chó con mèo à? Mày này. Con xin ông, con không có ý đấy ông ạ. À. Khai ngay. Mày ăn thì mày phải khai ra. Con không ăn được đâu. Mày không khai tao đánh chết mày. Con không ăn à. Ông đánh chết con cũng không ăn mà. Mày không khai ông đánh mày chết nha. Ôi trời ơi. Làm sao thế này? Ông làm gì mà ông cứ đánh nó? Cả nhà có một thằng người làm như thế này, quý như thế này mà ông đánh nó từ đầu làng cuối làng như thế là thế nào hả ông? Này, tôi đánh nó bao giờ? Tôi đánh nó bao giờ? Đây, tôi vừa tôi nhìn thấy ông đánh nó còn gì nữa? Thằng này, dạ. Tao có đánh mà không? Ông không đánh con cái nào? Thấy chưa? Không đánh à? Bà thấy chưa? Tôi có đánh nó cái nào đâu. Ông chưa mà đánh. Nó cứ giống lên như là lợn bị chọc tiết đi. Mà tôi đang hỏi nó thôi nhá. Ông hỏi gì? Tôi đang hỏi nó là tại sao tôi lại mất một miếng giò nhá. Tối hôm qua sau khi tôi ăn xong, tôi đếm rõ ràng là còn lại 3 miếng đậu và 2 miếng giò. Thế mà sáng nay nó dọn lên cho tôi ăn lại chỉ còn có 3 miếng đậu và 1 miếng giò. Nó không ăn thì chó ăn à? Hả? Chó nào ăn? Tôi ăn đấy. Bà ăn. Chứ không à? Bà ăn sao bà không nói cho tôi biết? Tôi ăn cơm của mấy ông không cho tôi ăn giò. Sáng là tôi đi làm tôi đói, tôi ăn đấy. Ui dồi ôi, bà béo như là cái thùng phi này, bà còn ăn giò để cho nó béo à? Tôi ăn thì tôi mới làm với ông được, chứ không ăn thì không làm được. Mà thằng này nhá, tại sao bà ăn giò mày không biết? Hả? Bà ăn thì làm sao mà con biết được? Đúng. Với cả nếu mà con có biết, con cũng không giữ mồm bà lại được. Thôi, nhà có mỗi một thằng người làm cứ đánh nó thế này. Bà gì cả? Này, tao nói cho mày biết nhá. Tao nuôi mày để mày phải quán xuyến cái gia đình này. Mà mày lại không quán xuyến cái gia đình này. Bà ăn miếng giò mày không biết. Thế có phải là tao nuôi mày là phí công không? Anh không, không, đúng rồi, đúng rồi, ông nói đúng rồi. Mà tại sao mày cứ khóc nhỉ? Tại sao tao đánh mày lại khóc nhỉ? Ông đánh con đau con khóc. Đánh đâu cũng không được khóc. Vâng. Cầm. Vớ vẩn, mày cứ gào âm lên. Còn cả bà nữa. Đi ra ngoài đồng đi làm gì mà mặc cái váy này hồng cái này. Mặc cái váy này thì sao? Đẹp không? Thôi đi về. Về thì về. Đi về. Ôi về. Bà đi trước đi. Xong về nhá. Đánh cũng không được không? Đánh đau như thế mà không cho khóc. Vâng, con về. Nhớ đấy. Đèn thế, đèn không còn một cắc bạc nào. Không hiểu là gặp ai mà đen. Thằng Nô đâu? Dạ. Mày ra đây. Dạ. Con đây ạ. Mày vì cái mặt mày, cứ nhìn thấy cái mặt mày là tao hãm nhá. Tao đánh tổ tôm mà tao không còn một cắc bạc nào hả? À. Mày cái mặt mày. Yeah.
thường mày nhìn thấy tao là mày đã mếu rồi. Dạ. Thế sao hôm nay mày, tao đánh mày mà mày lại cười như là ma làm ấy là thế nào à? Dạ bẩm ông, con không nói đâu. Mày không nói là tao đánh. Mày có nói không? Mày không nói tao phù, tao phù. Ôi ông. Con cái này không nói cho nhiều người biết được ông ạ. Tao không cần mày nói cho nhiều người biết, mày chỉ cần nói cho mình tao biết là được rồi. Hả? Mày có nói không tao phù. Dạ con nói. Nói đi. Dạ. Thật không? Con làm sao dám nói dối ông ạ? Thật à? Vâng ạ. Thế con hến nó bán cái sung sướng cái thật à? Dạ vâng ạ, con làm sao dám nói dối ông ạ? Ừ đúng rồi, mày làm sao dám nói tôi tao? Ừ thì mua có nhiều tiền không? Dạ cái này ông mua được ạ. Mày mua cho mấy lần nhá. Con... Dạo này ông đen lắm nhá. Oánh tổ tôm nhẵn như chùi. Mua trông mấy lần cho nó đỏ. Hơ? Con không tự ý mua được ông ạ. Sao thế? Cái này phải nhờ qua mõ. Thằng mõ? Dạ vâng ạ. Thằng mõ thì có liên quan gì đến con hến mà phải là qua thằng mõ? À. Mõ là mối ạ. À... Mõ mối là mờ đấy. À, thằng này kinh thật. Dạ. À mà cũng đúng. Con hến thì nó cũng phải biết là xấu hổ, cho nên là nó phải nhờ qua trung gian ạ. Thằng mõ đúng không? Dạ. Thằng mõ là ông mối đúng không? Dạ vâng, ông tinh tế thật đấy. À, đúng đấy. Như thế đấy. Được rồi, thế thì để tao gặp thằng mõ. Vâng, ông mua cho nó sung sướng. Ừ, cho mày nói thật không? Dạ. Chứ sao mà con dám nói dối ông được? Chiêng làng chiêng trà ý ơ, thượng hạ tây đông mà ý ơ, ai mà thấy khổ mà buồn à phiền à, lại đây à tôi bán lời mà sướng à sướng à, bán lời sướng sung sung sướng bán rẻ đấy bà con ơi, bán rẻ sung sướng nào, đại hạ giá nào bà con ơi. Mõ sao? Mõ này, ông gọi ai đấy? Lên đây. Lên. Tao gọi mày chứ gọi ai. Này. Thì ông gọi tôi hay là ông gọi con mực nhà ông mà ông này lưng. Hả? Mực với mõ thì khác gì nhau. Hả? Thì cũng đều là vần mờ mà. Hả? Mờ là nào? Mõ là mõ nói ra những cái lời văn hoa, những cái lời hay, ý tốt, ý đẹp đấy. Thế còn cái con mực nhà ông ấy là nói thế cơ mà. Thì cả hai con đều dùng mõ. Vớ vẩn. Mày láo với ông à? Ông ấy cho một trận bây giờ. Con đùa ông tí. Mới sáng sớm mà ông nóng quá. Mày bé cái mồm thôi. Cái chuyện này nó là chuyện tế nhị mà mày cứ oang 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 cho cả làng cả tổng người ta nghe thế. Vậy thì chuyện tế nhị thì mình càng phải nói to ạ. Con xin lỗi. Đã bé. Dạ. Thế mày vừa ra học cái gì đấy? Ai ông biết à? Được. Mõ. Tao không biết. Vâng. Cho nên tao mới hỏi mày là mày vừa giao cái gì. Đấy, con giao cái đấy đấy. Đấy, đấy à? Cái sung sướng. Ừ, hến bảo mày đi giao cái sung sướng à? Ừ, thế chả thế thì ai? Ôi dồi ôi, này, tao mới chỉ nghe đến chữ hến thôi mà tao đã buồn rồn hết cả chân tay rồi. Ôi ông ơi. Ông mới chỉ có nghe thôi mà ông đã thấy
buồn rộn, đã thấy rộn ràng, đã thấy rơi rớt, thì đến cái lúc mà ông thực mục sở thị nói thì ông sẽ còn thấy là nó rực rỡ nữa ông ạ. Gõ con cái đau không? Mày cứ làm như là mày thụ hưởng rồi không bằng chứ. Thì đương nhiên là con phải biết thì con mới biết đường con đi giao chứ. Hả? Thế mày biết rồi mày mới đi giao? Vâng. Bao nhiêu? Bình thường ấy là con bán 30. Nhưng mà với ông, người làng có quen biết, giảm giá 20. 20 hào không ạ? Mày điên. Sao nó bảo điên? 20 hào là tao cưới được cả họ nhỉ nó. Giời. Này, 20 hào mà ông còn chê đắt đấy thì ông về nhà mà ông dùng nhá. Này. Ôi, móc đâu. Đứng lại. Mày buồn cười nhỉ? Thế bây giờ mua bán, trao đổi thì nó phải được mặc cả chứ, nói bao nhiêu là trả bấy nhiêu. Mặc cả vừa thôi, ông mặc cả nó kinh quá. Kinh quá, tao đã mặc cả đâu mà nó kinh quá. Này, thế bây giờ tao trả một nửa, 10 hào. Ấy, đứng lại, thế là bao nhiêu? Đúng giá. Thôi, ông trả 10 hào, cộng cho mày 1 hào là 11, được chưa? Ấy, mày còn đòi hỏi gì nữa hả? Bên nhà ông Lý, ông ấy còn đang gọi con kia. Mà nhìn trông ông thì ăn mặc thì quần là áo lượt, áo gấm, áo hoa cơ. Mà ông lại mặc cả từng hào như thế, nó có mất cái mặt của cái thằng nhà giàu không? Cái mõm mày, ta đã nói rồi. Quần gấm hay là quần lụa hay là quần vải thì cũng là người, cũng phải tiêu chứ có cái gì đâu mà. Mà thôi ông ạ. Thì tốt nhất là ông đừng mua. Đấy, con mang sang con bán cho cụ Lý. Đấy, cụ Lý cũng gọi con suốt từ sáng đến giờ đây. Lý nó cũng muốn mua. Vâng. Ôi trời ơi, Lý nó lấy đâu ra tiền? Thằng Lý có bao nhiêu tiền thì vợ nó giữ hết rồi. Vợ người ta giữ nhưng người ta chịu chơi, không phải như cái mặt ông. Giữ rồi thì lấy đâu ra mà chịu chơi? Ông lại chả chó chê mèo lắm lông. Vợ ông thì chắc là nó không giữ đấy. Vợ tao nó cũng giữ. Thế nhưng mà tao có quỹ đen. Quỹ đen à? Quỹ đen. Được rồi. Có được không? 11 hào. Không được. Thế bao nhiêu? Chốt bao nhiêu? Thôi đấy. 15 hào. Hả? Ông có mua không? 15 hào. Chứ chả thế thì sao hả? Con thì là con cũng chỉ là đi giao thôi. Chứ có phải của con đâu. Của con còn cho không ông. Cái mồm của mày ấy, có một cho chó nó nhại. Thôi được rồi. 15 thì 15. Có 15 hào mà ông ra cái vẻ nó khó chịu nhỉ. Nhưng mà hơi xót ruột. Ôi, thế xót ruột thì về nhà. Thôi được rồi. Đây, trong này là có 10 hào. Ông đặt cọc trước. Tối ông xong việc, ông trả nốt nhé. Này đây, tôi trả không? Ôi này, cái thằng này, mày làm sao nhỉ? Có bán ngay của cụ Lý ngay. Trật tự Lý nào? Tao đây là tao đặt cọc để mày không bán cho người khác. Tối tao xong việc, tao sẽ trả nốt. Nếu mà ngon thì tao còn là khách thường xuyên cơ. Khách thường xuyên à? Chứ sao? Thôi nể ông lắm đấy. Này, đã đặt cọc rồi thì cấm có giao cho người khác nữa. Dạ vâng. Chiêng lang. Tao vừa nói xong. Đặt cọc rồi thì đừng có giao nữa. Cất mõ ngay. Cút. Cút luôn. Sao trời nó lâu tối thế nhỉ? Đến rồi.
Hến. Đứa nào đấy? Đứa nào gọi con Hến bằng cái giọng đã thừa lưỡi đấy hả? Đứa nào được? Tao. Ông Phú ạ. Thế đêm hôm khuya khoắt như thế này ông sang đây làm gì ạ? Ông sang đây để ông mua sự sung sướng. Cái gì cơ? Mua sự sung sướng á? Mà thế nhưng mà ai bán mà ai mua? Úi dồi, cái mặt tỉnh khô, cái mặt tỉnh queo. Nhận tiền rồi mà mặt tỉnh queo. Anh thôi, nhận tiền. Thôi. Cái thằng mõ đấy, nó đi nó giao ấy. Thế là ông mới hỏi nó là, thế mày bán cái gì? Thì nó bảo là con giao hộ chị Hến nè, chị Hến bán sự sung sướng. Thế cho nên là ông đặt tiền và hôm nay ông sang để ông sung sướng. À, rồi ôi. Thế nhưng mà đã đủ đâu. Ủa? Vẫn còn thiếu. Thế nhưng mà trốn đây đẩy. Đây. Nốt nhá. Nào. 1, 2, 3, 4, 5. Một, hai, ba, bốn, năm. Đủ chưa? Đủ kiểm tra rồi. Đủ chưa? Để đây đẩy nào. Đây đẩy nào. Thế ông đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sửa soạn sạch sẽ, sẵn sàng phát sửa sung sướng. Thế con mời ông vào trong. Thôi, đủ nước cả người. Đây, ông vào đây. Đây, ông vào luôn đây. Ôi dồi. Ông ngồi xuống đây, ông ngồi xuống đây. Luôn. Rồi, từ từ. Ông cảm thấy nhà con có thoải mái không? Ôi dồi, đẹp lắm. Từ từ, ông cứ bình tĩnh chứ. Ông không thể nào bình tĩnh được. Thế thì ông cũng phải để cho con chuẩn bị đã chứ. Không cần phải chuẩn bị. Luôn. Đây, con kể cho ông cái câu chuyện này nhá. Chuyện này. Hôm qua ở trên đỉnh ấy. Có hội thi chim. Các cụ thi nhau mang chim lên đấy khoe. À, cụ thì khoe là chim to, cụ thì khoe là chim khỏe, cụ thì khoe chim tốt ông ạ. Chim gì? Vâng. Các cụ vấn đề này tuổi già. Ồ thế á? Ông là ông không đi thi thôi, ông mà đi thi thì chỉ có mà. Đấy, biết ngay là ông không đi thi mà. Thế nên ấy, ông biết giải nhất thuộc về ai không? Thuộc về thằng Nô nó mới buồn cười ông ạ. Ông thấy buồn cười không? Không buồn cười quá. À, thế buồn cười cái gì? Không nhìn con đâu rồi. Con nhìn mặt ông con thấy buồn cười quá. Con này mới điền rồi. Thôi, thôi không kể chuyện nữa. Mà vào luôn sung sướng đi. Ôi thế? Thế nãy giờ ông kể chuyện như thế, ông không thấy sung sướng à? Không. Không á? Ôi đây, thế đây. Để ông cầm đi. Cái gì đây? Đây. Đây là chuyện cười. Ừ, để em đi. Con bán chuyện cười cho ông nhá. Ông về ông đọc, thế ông thấy buồn cười là ông sung sướng. Đấy, ý con bán sung sướng là bán cái này này. Có nghĩa là mày bán cái chuyện cười này. Vâng. Xong về tao đọc, rồi tao cười là tao sung sướng. Vâng, đúng rồi ạ. Chứ không phải là mày bán cái... Cái gì đấy, hả? Ừ. Ông nghĩ cái gì đấy hả? Sung sướng ở đây là đọc chuyện cười sung sướng, chứ không phải là cái kia. Đến chơi chúng mày. Sao? Chúng mày định lừa ông à? Chúng mày bán cho ông quyển chuyện cười này mà những 15 hảo. Hả? Mày trả ngay tiền ông này. Ông bỏ ra, ai lừa ông hả? Đấy là ông tự nghĩ như thế chứ ai lừa ông. Này nhá, ông mà động vào người con nhá, con hét toáng lên cho cả làng nghe thế đấy. Nhá. Tao lấy tiền. Bắt này, bố người ta. Thôi con, mồm mày cứ quạc như vịt. Mày nhớ nhé, chúng mày lừa ông mày nhớ nhé. Mày nhớ mặt ông ấy. Nhớ mặt ông ấy. Tiên nhân của chúng nó lừa ông mua sung sướng 15 hào, hóa ra là mua quyền chuyện cười để đọc.
cho nó sung sướng. Tiền mình này thì sung sướng. Bà bắt được quả tang rồi nhá. Thế này mà nói với bà là đi tuần mà sang đây à? Hả? Bà đến đây làm gì? Ông đến đây làm gì? Đến đây là... ông đấy. Tôi đến đây để mua sự sung sướng. Đây nhá, không khảo mà sưng nhá, sung sướng cái gì? Bà bình tĩnh là... Ở nhà không chán à, không sung sướng à? Đây này, đây này, mua sự sung sướng. Tức là mua quyển chuyện cười này này, đọc xong cười cho nó sung sướng. Tôi không tin, con hến đâu? Dạ. Dạ. Ra đây mà hỏi đây. Dạ. Ông sang đây làm gì? Mày khai cái ra. À dạ bà gọi gì con ạ? Bà hỏi này, có phải ông sang đây mua chuyện cười phải không? Dạ vâng ạ, con vừa mới bán cho ông chuyện cười xong. Đây này, đúng không ông? Đúng. Mua quyển chuyện cười, đọc cái quyển chuyện cười này, xong rồi cười cho nó sung sướng. Thôi, đi về. Mày mà mua chuyện cười đấy, chứ mua cái kia thì chết với tôi. Đấy, chính ông cũng thừa nhận rồi đấy nhá. Mày nhớ mặt ông ấy. Dạ, ông nói gì cơ ạ? Con nghe không rõ. Cái điên nhân nhà mày. Bà ơi! Cái con, con này, ông bảo là ông mua chuyện cười, giờ ông đọc cho nó cười cho nó sung sướng. Nhớ mặt ông ấy. Vâng, ông lại nhà. Đọc chuyện cười cho hay như thế rồi còn mắng. Đúng là hại não thật. Chuốc chén rượu đào hội Quỳnh Tiên à, chuốc ta chén rượu đào nhất tuần sơ ta đây hãy uống, mời bác là uống vào là vào, uống vào rồi là sẽ hết đau. Úi trời ơi, nó ơi, cứ nghĩ đến cái cảnh ấy mà cái lão phú ấy, bị vợ tát dúi dụi mà lại còn vừa bị mất tiền xong ấy, là tôi cứ thấy nó cứ sướng hết cả người bác ạ. Cũng cảm ơn nhà chú Mõ. Nhờ chú mà tôi cũng được hả hê, chứ không ngày nào cũng bị đập một trận như thân trâu thân ngựa. Nghĩ mà nhục, có ăn vụng đâu mà cứ bị lôi ra đánh đập cơ chứ. Ôi trời ơi, rõ khổ. Thôi được rồi, không phải nói nữa, cứ cầm cái chỗ tiền này sang ông thầy lang làng bên mua cái thuốc mà uống, bị nó đấm nó đá nó đánh cho này chắc đau lắm phải không? Tôi cảm ơn bác Mõ. Có bác Mõ mới cô hến thế này. Tôi không biết lấy ơn gì để tôi giả nữa. Ôi trời, thôi mà thôi đi. Sau cái vụ này là chuyển sang nhà khác mà ở. Không được. Sao không? Từ đời bố tôi đã nợ tiền nhà ông Phú, đến đời tôi phải ở nợ để còn trả nợ cho ông ấy. Làm sao mà chuyển đi nhà khác được? Nợ thì vẫn còn, chuyển đi nhà khác rồi ông ấy bắt được, ông ấy đập chết đi chứ. Thôi được rồi, từ bây giờ trở đi, nếu mà cái lão phú ông ấy, lão vẫn còn tiếp tục cái trò hung hăng rồi là đánh người như thế, thì đã có tôi, đã có cô Hến, đã có bà con sẽ nghĩ cách để trừng trị lão, cho lão ấy bỏ cái tính hay đánh người vặt đi. Có phải không? Đúng không? Trông lên trời mấy xanh ngằn ngặt, à ôi à, ngó xuống đất đất rộng thênh thênh, đường đi khúc khuỷu gập ghềnh, càng đi càng thấy mênh mông biển rời, cứ đi rồi sẽ tới nơi.